Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Thủy Lê. Kênh mình chia sẻ kiến thức về tin học, đặc biệt là chia sẻ các bài ôn thi tin học quốc tế IC3 Bắc, IC3 GS4 MOS và các đề thi ứng dụng công nghệ thông tin. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ review một đề thi thực tế mô đun các ứng dụng chủ chốt trên phần mềm Gmetrix. Các bạn hãy chú ý quan sát nhé. Câu hỏi số 1, tổ hợp phím tắt nào dưới đây được sử dụng để thiết lập tùy chọn in? Tổ hợp phím được sử dụng để hiển thị tùy chọn thiết lập in chính là Ctrl P. Rồi, các bạn chú ý Ctrl B là thiết lập in, Ctrl Z là undo, nghĩa là thao tác cuối cùng, Ctrl V là dán, Ctrl C là sao chép, Ctrl I là in nghiêng. Câu hỏi số 2, mở hộp thoại File and Relay và lựa chọn tùy chọn Relay chỉ bằng cách sử dụng bàn phím. Ở câu hỏi này, người ta yêu cầu chúng ta mở hộp thoại tìm kiếm mà chúng ta phải dùng bằng gì? Bàn phím, không được dùng chuột. Thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl H. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3, in tài liệu hiện tại thành 7 bản sử dụng máy in mặc định. Chúng ta sẽ vô File, Print, thành 7. Thì ở đây chúng ta có thể làm gì? Gõ số 7, 7 bản. Và sau đó chúng ta sẽ, đây là máy in mặc định của người ta, thì chúng ta sẽ bấm In. Là xong câu hỏi thao tác này. Câu hỏi số 4. Hiển thị tài liệu ở chế độ xem trước khi in. Hiển thị tài liệu ở chế độ xem trước khi in. Thì chúng ta sẽ vào File, Print. Đây là hiển thị tài liệu ở chế độ trước khi in. Chúng ta có câu hỏi tiếp theo. Sửa lỗi chính tả trong tài liệu sử dụng công cụ sửa lỗi của Microsoft Office. Và câu hỏi này, đầu tiên chúng ta sẽ vào Review, chọn Spelling and Grammar. Sau đó chúng ta bấm vào Change. Câu hỏi tiếp theo, đã yêu cầu chúng ta là sắp xếp dữ liệu trong cột đang chọn sao cho ngày cũ nhất được hiển thị đầu tiên. Thì chúng ta sẽ vào Fill and Sort, chọn ngày cũ nhất sẽ được chọn đầu tiên, là chọn gì? A đến Z.
Câu hỏi tiếp theo. Thay đổi kích thước của văn bản đang chọn thành 18 pt. Chúng ta sẽ vô phần font size chọn 18. Câu hỏi tiếp theo. Hủy định dạng chữ đập của văn bản customer code. Chúng ta chỉ việc vào bấm hoa chữ biểu tượng bool, bỏ cái bool này đi. Các bạn chú ý chúng ta bấm cái nào nó không còn cái B ở đây đậm thì chúng ta sẽ bỏ qua, bỏ cho mấy bạn bỏ ra. Câu hỏi tiếp theo. Chọn thực đơn cho phép bạn thay đổi các định dạng cơ bản. Của văn bản như kích thước, màu sắc hoặc kiểu dáng. Thì những câu hỏi này là người ta sẽ cho yêu cầu chúng ta chọn vào những cái phần được tô màu xanh này. Thì ở đây người ta kêu này, thay đổi kích thước của văn bản như kích thước, màu sắc và kiểu dáng. Thì đây kích thước đây là trong cái phần font size, màu sắc hay kiểu dáng thì chúng ta sẽ chọn font size. Câu hỏi tiếp theo. Thay đổi chế độ hiển thị của size. Sử dụng chế độ hiển thị slide sorter thì chúng ta sẽ vào view và chúng ta chọn slide sorter. Câu hỏi tiếp theo. Giảm kích thước bài trình bày mà không đóng cửa sổ Microsoft Office. Chúng ta sẽ bấm vào cái mini. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Nhóm nào tại Ribbon của thẻ Insert trong Microsoft PowerPoint cho phép bạn chèn video hoặc audio vào trình chiếu? Để chèn các cái file audio hay các file video vào trình chiếu thì chúng ta sẽ chọn trong nhóm Media. Các nhóm khác này, như nhóm table thì để chèn bảng, nhóm email thì chèn hình ảnh, click app, chụp hình, nhóm illustrating thì cho phép chọn các hình có sẵn, smart app và biểu đồ, nhóm link thì cho phép chèn các siêu liên kết, nhóm text thì cho phép chèn các hộp văn bản, đầu trang và chân trang, cuộc app, nhóm symbol thì cho phép chúng ta chèn công thức toán học và các cái biểu tượng. Câu hỏi tiếp theo. Xóa tệp tin audio trong slide 4 của bài thuyết trình. Và chúng ta sẽ bấm vào nút gì? Backspace. Xóa mất. Câu hỏi tiếp theo. Thêm dòng mới giữa dòng 050954 và 0035, 0954 và 0035. Thì chúng ta để thêm dòng mới trong bảng
thì chúng ta sẽ vào là layout, insert below, nó sẽ thêm cái dòng và dưới cái dòng văn bản được chọn. Câu hỏi tiếp theo, hủy bỏ danh sách đang được chọn. Để hủy bỏ danh sách đang được chọn thì chúng ta chỉ cần bấm vào cái phần nó đang sáng lên của cái phần văn bản numbering. Câu hỏi tiếp theo, nhóm nào trong thẻ Home cho phép bạn tạo và chỉnh sửa danh sách liệt kê? Rồi, để nhóm trong thẻ Home cho phép chúng ta tạo và chỉnh sửa danh sách liệt kê thì chúng ta sẽ chọn vào nhóm thứ hai là nhóm paragraph. Câu hỏi tiếp theo, chỉnh sửa kích thước trang in sử dụng kích thước được cung cấp sẵn XQ Steel. Và chúng ta sẽ vô Bay Layout, chọn Size, rồi chọn XQ Steel. Câu tiếp theo, chèn một ngắt trang tại điểm đã được chọn. Để chèn một ngắt trang tại điểm đã được chọn, chúng ta bấm vào Insert và Fabric. Câu hỏi tiếp theo, áp dụng paragraph spacing 12 bt sau đoạn văn bản đang chọn thì chúng ta sẽ xóa cái phần paragraph này xuống. Chúng ta chọn ở đây thành 12, gõ thành 12 bt. 12. Chúng ta nhấn OK. Câu hỏi tiếp theo, chèn số trang kiểu blend vào vị trí bên trên trái của trang. Chèn chúng ta vào Insert, Bay Number, Top. Rồi chúng ta sẽ chọn Bay Number 1. Câu hỏi tiếp theo, chèn một chân trang trắng, nhập nội dung chân trang là Edit. Chúng ta có vào Insert, chèn chân trang chúng ta chọn là Footer. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống chọn chân trang trắng không? Chân trang trắng. Nó có kiểu chân trang trắng. Chúng ta sẽ nhập nội dung là Admit. Rồi chúng ta bấm nào, thì nó sẽ có được cái chân trang trắng ở đây. Tiếp theo, lựa chọn nào đúng với mô tả của hành động với những nút này? Chúng ta để ý,
chúng ta thấy hai cái nút này thì nó sẽ cho chúng ta tăng hoặc giảm khoảng cách của văn bản so với lề văn bản nhé. Câu hỏi tiếp theo. Chèn thêm một trang tính mới vào cửa sổ. Customer chuông.xlsss để chèn thêm một chân trang mới thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái new sheet thì chúng ta sẽ được sheet 1. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, thay đổi căn lề của vùng đang chọn sao cho 3 ô được căn lề phải. Đây là vùng đang chọn, nó chọn sẵn chúng ta rồi nhé. Chúng ta chỉ cần bấm vào phần Align Text Right. Tiếp tục, đổi tên trang tính Intervention thành Inventor. Chúng ta đổi trang này, chúng ta bấm vào cái này, chúng ta bấm gì name, chúng ta đổi thành võ thành Inventor. Rồi chúng ta nhấn chuột ra ngoài, chúng ta bấm Next. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, kết hợp mỗi nút với định nghĩa thích hợp, kéo định nghĩa tương ứng vào hộp bên cạnh mỗi nút. Cái hình đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng cho phần middle, chúng ta sẽ dùng cho phần căn giữa và ngang dọc ha. Căn lề văn bản ở giữa theo cả chiều ngang và chiều dọc, chúng ta thấy nó nằm ở giữa cả ngang và dọc, chúng ta chọn ngang dọc. Rồi tiếp theo cái phần ô này thì chúng ta sẽ gì căn lề bên trên, căn lề ở bên trên ô. Rồi tiếp theo cái này chúng ta sẽ căn lề văn bản ở bên phải của ô, cái này chúng ta sẽ căn ở bên trái của ô, cái này chúng ta sẽ căn giữa ô. Rồi và cái này thì chúng ta sẽ căn ở dưới ô. Câu hỏi tiếp theo, lọc dữ liệu trong bảng trong trang tính Inventor sao cho chỉ hiển thị những dòng có content là United States. Cái này chúng ta sẽ căn lọc dữ liệu trong cái ô, trong cái bảng tính này cho hiển thị các cái dòng có cái nước là Mỹ thôi. Rồi chúng ta sẽ bấm vô sort and filter, chọn filter. Rồi sau đó chúng ta bấm vào phần mục country, chúng ta sẽ bỏ cái phần check này hết đi, rồi kéo các cái này xuống, chúng ta chọn United States thôi. Chúng ta bấm OK. Sau khi chúng ta lọc xong thì chúng ta sẽ thấy được ba cái nước có cái tên là United States. Câu hỏi tiếp theo, sử dụng một công thức tính toán chênh lệch doanh thu giữa tháng 11 và tháng 8 năm 2012 và hiển thị kết quả ở trong ô
L9, đây là ô L9 này, người ta đã đánh dấu cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ là sử dụng là chênh lệch giữa tháng gì? Tháng 11. Giữa tháng 11 và tháng 8 thôi. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta gõ dấu gì? Dấu bằng. Ha, gõ dấu bằng. Rồi chúng ta sẽ gõ ô chênh lệch giữa N5. Chúng ta trừ đi N6. Thì nó là chênh lệch giữa tháng gì? Tháng 11 và tháng 8, đúng chưa? Thì lấy tháng 11 trừ tháng 8. Rồi sau đó ta bấm. Thì nó sẽ ra được cái chênh lệch ha. Kết quả ở đây hiển thị là ô L9 nhé. Câu hỏi tiếp theo. Chèn công thức tính trung bình. Chèn công thức tính trung bình trong ô C29. Để tính trung bình các giá trị trong vùng từ D12 cho đến D28. Chèn công thức tính trung bình thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta chọn gì? Advanced này. Advanced. Rồi sau đó chúng ta bấm mũi tên kiểm tra thôi. Vậy là chúng ta đã có cái kết quả ở đây. Từ ô, trên cái ô này người ta hay chọn sẵn chúng ta rồi. Chúng ta chỉ thao tác đúng lên các cái bước thôi. Chúng ta làm sai thì chúng ta không được tính điểm. Câu hỏi tiếp theo. Áp dụng phong cách Merriam 21 cho bảng đang được chọn. Vậy đây là cái bảng người ta chọn sẵn cho mình, cho chúng ta rồi. Thế là các bạn sẽ bấm vào cái phần gì? Format as table. Format as table nhé. Rồi sau đó chúng ta chọn Merriam. Nhớ là nếu tôi chọn hỏi Merriam thì chúng ta tìm đến cái mục Merriam, ta đến là 21. Chúng ta đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 đúng không? Vậy 21 là cái gì? Cái này đúng không? 7, 3, 21 này. Rồi chúng ta đã được cái câu hỏi áp dụng phong cách cho bảng. Rất dễ phải không? Câu hỏi tiếp theo. Di chuyển hình ảnh từ ảnh đang chọn từ trang tính graphic tới trang resource. Bây giờ để sẽ di chọn hình ảnh thì chúng ta sẽ bấm vào di chuyển hình ảnh nhé. Chúng ta sẽ bấm vào design này, rồi chúng ta chọn move cha, rồi chúng ta sẽ chọn đây là graphic chúng tôi, đối tượng graphic. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn nó sang là ô kết quả. Rồi chúng ta bấm OK thì cái hình của chúng ta nó sẽ chạy sang bên đây. Thế các bạn thấy không, nó chạy sang bên cô, sang cái này, cái system research. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi liên quan đến công thức toán học. À, công thức Excel. Rồi chúng ta sẽ kéo chọn nhé. Kéo mỗi tùy chọn thích hợp tương ứng với câu bên cạnh. Max. Max thì nó sẽ trả về lớn giá trị lớn nhất. Chúng ta sẽ kéo cho ô lớn nhất. Và vậy max thì ngược với max thì chúng ta sẽ chọn min đi. Min sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong ô danh sách. Đúng không? Kiểm tra đúng thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh if. Rồi tiếp theo, cộng giá trị của các ô thỏa mãn điều kiện tiêu chí đưa ra. Cộng thì chúng ta dùng tính tổng, nhưng mà có điều kiện thì phải là tổng tổng if hay là sum if. Câu tiếp theo, loại bỏ phần tập phân của một số để số đó trở thành số nguyên, thì chúng ta sẽ dùng công thức chân xe. Tiếp tục, đếm số ô trong vùng chọn mà chứa các mà chứa giá trị số, thì để đếm ô chúng ta sẽ dùng là hàm count. Còn cái cuối cùng thì trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản thì chúng ta sẽ file ha. Rồi chúng ta bấm thử coi xem kết quả.
các bạn lưu ý đi thi thì nếu không có cái phần bấm một bài mà xong một câu thì chúng ta sẽ bấm nút tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta: chèn một bảng vào sai vào slide số 5 với 3 cột và 5 dòng. Rồi chúng ta xem ha. Thì đây là slide số 5 người ta đã chọn cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chèn bảng. Mấy cột? 3 cột đúng không? 3 cột chúng ta gõ số 3. 5 dòng người ta gõ số 5. Người ta nhấn OK. Đấy, nó chèn ra chúng ta một cái bảng 3 cột 5 dòng. Câu hỏi tiếp theo: chèn đồ thị kiểu stack bar vào slide số 4. Đây là slide số 4 ta đang chọn. Chúng ta sẽ bấm insert vào mục tra. Rồi sau đó chúng ta tìm bar. Rồi chúng ta sẽ chọn kiểu đây là stack bar. Rồi chúng ta nhấn OK. Đây là sẽ ra kết quả. Các bạn chú ý các cái câu thực hành thì chúng ta lên coi đi coi lại và chúng ta mở PowerPoint ra chúng ta thao tác theo bài mẫu. Câu hỏi số 4 tiếp theo của chúng ta là một câu hỏi lý thuyết. Ghép mỗi công cụ với mô tả thích hợp, kéo vào cái hộp và bên tương ứng. Đầu tiên insert table. Insert table thì chúng ta sẽ dùng cái này. Insert table là cái vẽ cái bảng này ha. Rồi tiếp theo insert chart. Rồi insert chart là cái biểu tượng đồ đồ này. Tiếp theo là insert smart air graphic thì chúng ta chọn cái biểu tượng hình này. Là insert là picture form file. Picture form file đây, lý hình. Rồi insert video, chúng ta chọn cái quay phim đây. Clip app thì chúng ta chọn cái này. Các bạn chú ý ha, thao tác đúng. Câu tiếp theo, một câu thực hành. Thêm section mới với tên là The Yellow Color giữa slide 1 và 2. Ở đây nó sẽ chọn cái slide 2 rồi. Chúng ta chỉ cần bấm vào Section và chúng ta chọn Add Section. Rồi sau đó nó ra cái này thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chọn Rename Section. Rồi chúng ta gõ theo cái yêu cầu để đưa ra The Yellow Color. Rồi chúng ta nhấn là gửi lên thì nó sẽ lên được cái yêu cầu của đề bài. Câu hỏi tiếp theo, một câu thực hành: thay đổi kiểu hiển thị trình chiếu thành normal view. Thì hiển thị thì chúng ta sẽ vào view, chọn phần normal. Câu hỏi tiếp theo là một câu lý thuyết ghép chuỗi tiếp. Rồi, ghép mỗi chế độ xem bản trình chiếu với mô tả chính xác nhất, kéo sang hộp tương ứng ha. Cái đầu tiên là biểu tượng gì đây? Xem ha. Biểu tượng này là chế độ xem slide của bạn. Gọi là gì? Chế độ reading đọc. Rồi, cái này là chế độ gì đấy? Cái có cái hình chạy như vậy thì gọi là chế độ slide show đúng không? Rồi cái thằng này có cái dấu chấm ở bên góc này thì người ta gọi là chế độ gì?
Lumen View. Cái hành này thì gọi là chế độ Slide Shutter View. Câu hỏi tiếp theo, một câu thực hành trong PowerPoint tiếp, thì các bạn lưu ý những câu thực hành PowerPoint thì các bạn mở PowerPoint 2010 lên sau chỗ đó chúng ta làm theo hướng dẫn nhé. Câu hỏi của chúng ta: áp dụng hiệu ứng Enchant kiểu Diamond Shape cho tiêu đề trong slide 2, tiêu đề này này. Rồi chúng ta sẽ bấm vào gì? Animation này. Chọn cái gì số mũi tên này xuống, chúng ta chọn xác này. Rồi sau đó chúng ta vào hiệu ứng, rồi chúng ta chọn là diamond này. Rồi vậy là chúng ta đã được kiểu là xác và là diamond. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi lý thuyết chấm 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 là hiệu ứng chuyển động xuất hiện khi ta chuyển từ slide hiện tại đến slide kế tiếp hoặc về slide phía trước trong quá trình trình chiếu, thì hiệu ứng mà cho chúng ta chuyển đổi các slide thì đó là transition. Câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi accept thực thi câu truy vấn và chỉ hiển thị các bản ghi thuộc các trường lớn hơn 10, in ID này là lớn hơn 10. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái câu truy vấn này. Đây, ở cuối này, chúng ta bấm vào Open, mở. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái phần lọc dữ liệu này. Chúng ta chỉ hiển thị các bản ghi lớn hơn 10 thì chúng ta sẽ, cái nào lớn hơn 10 thì ta để vào cái này, có số 4 đặt nó đi, ta nhấn OK. Câu hỏi tiếp theo, cũng là một câu hỏi accept tạo bản ghi mới trong bảng family, sử dụng các giá trị ID và name. Rồi chúng ta sẽ tạo bản ghi mới, chúng ta vào gì, new này. Rồi chúng ta bấm tên là có tên là family. Bỏ cái tên theo yêu cầu đi. Ta nhấn nút chuột ở đây thì nó sáng. Đây sẽ thực hiện cái câu số 2. Câu accept này. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta: tìm kiếm từ Dromedary và đổi thành Camelot. Ta bấm vào file tìm kiếm, rồi chúng ta gõ từ người ta yêu cầu. Rồi, chúng ta gõ ha. Rồi, sau đó ta bấm bút file đấy. Rồi, chúng ta bấm cancel. Rồi, chúng ta tìm thấy cái từ này. Rồi, chúng ta sẽ đổi thành gì? Camel. Tiếp theo, viết mẫu đối tượng trong accept với mô tả của nó. Đầu tiên form thì là đối tượng thiết kế để nhập. Report là đối tượng thiết kế để định dạng tính toán. Table là đối tượng cung cấp định nghĩa lưu trữ về một
là đối tượng định nghĩa sử dụng của người lưu trữ về một trường đối tượng cụ thể tổ chức chúng theo trường hoặc bán ghi, và query là đối tượng cung cấp nguồn hình cá nhân của dữ liệu được lưu trữ dưới dạng và câu trả câu bán. Câu hỏi tiếp theo, bạn đang thiết kế một cơ sở dữ liệu để lưu trữ bộ sưu tập các bức ảnh của bạn. Bạn muốn lưu trữ tóm tắt của mỗi bức ảnh trong trường summary, kiểu dữ liệu của trường này là gì và yêu cầu ít nhất các bước thực hiện cho hành động này. Chúng ta sẽ chọn trường memo. Câu hỏi tiếp theo, tùy chỉnh khung nhìn navigation sao cho chỉ hiển thị các bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Thì chọn khung nhìn, các bạn bấm này, xóa vào cái mũi tên này xuống. Rồi chúng ta chọn vào Table and Relate View. Đây, khung nhìn chỉ hiển thị các bảng của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo, thay đổi lời nhận xét xuất trong tài liệu thành blog xuất. Chúng ta sẽ vào Review này, chọn Relate View này. Nó hiện thị ra cái trong cái phần xuất này, thì chúng ta thêm gõ thêm chữ con xuất này, cái phần bút nga này, các bạn nghĩ là chúng ta không được bút nga nhé. Câu hỏi tiếp theo, thêm lời nhận xét cho reparation trong trang đầu tiên có nội dung review. Chúng ta sẽ vào review này, để chọn new comment. Chúng ta đi này, review. Rồi các bạn, chúng ta còn hai câu nữa thôi. Sắp xếp theo thứ tự các bước để thay đổi. Sắp xếp theo thứ tự các bước để thay đổi tên người dùng đã đưa ra nhận xét trong tài liệu thành tên của bạn. Đầu tiên là trong thẻ review. Rồi, sau đó chúng ta chọn change user name. Rồi chúng ta sẽ click vào personal review. Rồi chúng ta sẽ chọn trong cái trong cái mục copy, ngoài sổ viết thay đổi tên hoặc viết tắt mà bạn muốn sử dụng để viết thêm nhận xét cá nhân. Rồi, các bạn chú ý nhé, chúng ta còn có hai câu nữa thôi. Câu tiếp theo chúng ta là một câu hỏi liên quan đến phần vụ Excel. Gửi một email tới địa chỉ review a@gmail.com và đính kèm tệp tin, thì chúng ta sẽ vào file này, chúng ta chọn sell and send, rồi chúng ta sẽ chọn send as attachment, rồi chúng ta sẽ gõ tên người nhận là review a@gmail.com, sau đó chúng ta đính kèm tệp tin này, đính kèm và đính kèm tệp tin, rồi chúng ta nhấn nút send và gửi đi. Câu hỏi cuối cùng rồi các bạn ơi, câu hỏi cuối cùng, lưu tài liệu homemade resize chân đất dưới định dạng web
trong thư mục My Document trong Microsoft SkyDriver thì chúng ta cũng vào file là Sell and Share, nhưng mà ở đây đâu thì lưu trên web đúng không? Web là chúng ta sẽ chọn là ở My Document đây, My Document, rồi sau đó chúng ta chọn là Save As, và chúng ta chọn nước là Save. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành một cái dịp vừa tôi vừa review xong một cái đề thi thực thực tế cái module ứng dụng module các ứng dụng chủ chốt. Chúc các bạn có thể ôn thi tốt để chúng ta sẽ làm các cái bài thi đạt được kết quả cao nhất. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nhé. Nếu thấy video hay và có ích, hãy bấm đăng ký và nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.